Vâng, ok. Vâng. Sở gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị. Và hôm nay là buổi chiều ngày 10 không. Ngày 26 tháng 11 ạ. Đồ gỗ Công Nhung cái bàn này với cái ghế kia, hai ghế kia. Rồi nhất trí. Em ơi lấy hai cái đơn này. Trân trọng được chào đón em Thủy. Có địa em Thụy có địa chỉ tại Huế, thành phố Huế đấy ạ. Thành phố Huế ra tham quan ủng hộ cho Đồ gỗ Công Nhung là bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh gỗ rồi chum tay cột 16, bộ gồm 8 món, anh em đăng ký là 8 món. Bình thường Công Nhung kê 7 món, em lấy thêm một chiếc kẹp nữa là 8 món, tổng là 8 món. Sau đây cũng như mọi gia đình là em sẽ ký nhận. Em có lấy hai cái đơn này à? Không, cái ghế này, cái này, cái này. Ok, rồi, cái đấy. Rồi, ok. Sau phần ký nhận thì Công Nhung sẽ... để gọn vào kho và em sẽ xem ngày đẹp giờ đẹp thì hẹn ngày sẽ Công Nhung sẽ hoàn thiện để bàn giao cho gia đình em tại Huế. Em ơi, mình ở chỗ nào Huế nhỉ? Em ở Phú Vang. Phú Vang Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Phú Vang. Vâng. Rồi ok ok. Vâng, này. Ok rồi. Vâng. Hiện tại sở đồ gỗ Công Nhung đã dựng xong rất nhiều ghế rổ chun đấy ạ. Ngoài rổ chun thì còn ghế đinh chun, ghế đinh hương và ghế hương vàng. Có đủ cỡ tay 12, tay 14, tay 16, tay 18. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Sở đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Địa chỉ Yên Bái là tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Những chia sẻ hôm nay thì em Thụy thì đang công tác tại Thái Nguyên và Hà Nội mà quê ở trong Huế, là ra cũng đang thi công ngôi nhà đẹp cho anh Bình ạ. Kẹp chưa làm Bình đẹp dai đấy. Anh Bình ở Đông Hỷ Thái Nguyên. Đấy, rất đẳng cấp luôn. Xong rồi anh ạ. Anh Bình thì là rất chi là thích đồ gỗ. Thích đồ gỗ, vâng. Không thích ở đâu thì thích mỗi một chú Công Nhung. Dạ vâng. Và hôm nay ngoài anh Bình này còn đây, còn các anh nhà mình đây, Thái Nguyên đây. Anh công ty nhôm kính lớn nhất miền Bắc này. Anh xây dựng này quê Thái Bình này. Ông anh ơi, ông anh tên Sơn Mạnh Lợi. Rồi anh Sơn rồi. Chuyên cung cấp sơn đúng không? Đẳng cấp đấy. Và một lần nữa em Đồ gỗ Công Nhung cảm ơn các anh đã không quản đường xá xa xôi sang Tuyên Quang để ủng hộ cho vợ chồng Công Nhung. Cũng mong là sự kết nối và sản phẩm sẽ nói lên nhiều điều. Dạ vâng. Cảm ơn ông em nhá. Vâng, ok. Cảm ơn. Nhá. Vâng, vâng. Ok.